Thưa quý vị và các bạn, hòa chung trong không khí thi đua lập nhiều thành tích, chào mừng kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9, tiến tới kỷ niệm 81 năm ngày thành lập chiến khu du kích Ngọc Trào, 19 tháng 9 năm 1941, 19 tháng 9 năm 2022. Những ngày qua, xã Thạch Long đã triển khai các bước chuẩn bị về cơ sở vật chất, luyện tập, soạn thảo và ban hành điều lệ, sẵn sàng các điều kiện phục vụ tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống của địa phương. Từ thời xa xưa, theo truyền thuyết kể lại, làng Cổ Tế thuộc tổng Cổ Biện, huyện Quảng Bình, quá trình khai thiên lập làng đánh đuổi giặc phương Bắc đã được triều đình cử các vị quan thần là Nghiêm Sơn hộ quốc chí, Mai Hoa công chúa đến vùng đất này giúp dân dẹp giặc, xây dựng và hình thành nên làng Cổ Tế ngày nay. Để tưởng nhớ công ơn các vị quan thần có công khai thiên lập làng, và đánh đuổi giặc cỏ phương Bắc. Kể từ đó, hàng năm vào dịp cuối hạ đầu thu, nhân dân làng Cổ Tế đã tổ chức các trò chơi trò diễn. Thông qua đó, đã tổ chức hội thi như bơi lội, đua thuyền, đấu vật, gói bánh lá xăng bừa. Đến thời kỳ cùng cả nước, đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền, chào mừng thành công cách mạng tháng 8, quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1945. Năm 1976, chào mừng thành công cuộc tổng tuyển cử, và các năm 1986, chào mừng đất nước thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, và năm 2001, nhân dịp xã Thạch Long được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thể theo nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân về khôi phục lễ hội truyền thống có từ thời khai thiên lập làng, tưởng nhớ công ơn những người có công trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Xã Thạch Long đã từng bước tổ chức thành công lễ hội đua thuyền, thi gói bánh lá sang bừa và thi vật cổ truyền thi bơi lặn để từng bước khôi phục, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Năm 2022 này, được sự đồng ý, quan tâm chỉ đạo của huyện Thạch Thành, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Thạch Long đã thống nhất thực hiện chủ trương vận động tuyên truyền các tầng lớp nhân dân trong xã và con em xa quê cùng chung sức, đồng lòng tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống của địa phương. Theo đó, lễ hội đua thuyền năm 2022 này sẽ được xã Thạch Long tổ chức khai mạc vào 7 giờ sáng ngày 2 tháng 9, chào mừng kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9.